Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Cacao Store VN. Thì hôm nay mình là Đông đến đây với các bạn để giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mới của shop mình, đó là túi đeo chéo mini Cacao Friend của Apex và Ryan nha. Vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành review qua cho các bạn về sản phẩm này nhé. Trước tiên về hình dáng nhé, thì các bạn thấy cái túi này nó hình tròn đúng không? Nó hình tròn, tuy nhiên thì mình đã lấy thước đo thì cái kích thước bề ngang và bề dọc của nó thì là 20cm, cao 20cm và ngang 20cm thì coi như gần là một túi vuông. Đấy, thì đây là một túi mini nha các bạn. Về phần dây đeo thì dây đeo này có thể kéo ngắn dài tùy ý các bạn ạ. Có thể kéo ngắn dài tùy ý như thế này. Đây, nó có một cái chốt bằng nhựa cứng các bạn nhé. Chốt này rất là cứng và rất là bền. Mặc dù bằng nhựa thôi nhưng mà rất là cứng. Đấy, các bạn có thể kéo ra, kéo dài ra hoặc là thu ngắn vào, tùy cái mục đích của các bạn sử dụng. Ví dụ như là các bạn đeo trước ngực thì mình sẽ cho ngắn. Ví dụ các bạn đeo chéo thì mình sẽ cho dài ra một chút, đúng không ạ? Dây rất là chắc. Dây này có thể kéo dài lên tới 2m các bạn ạ. 2m nha. Đó, phần dây này, phần dây vải bố, không rách, không sờn. Đây, các bạn xem phần dây họ dệt rất là chắc này. Đấy, đây là phần khóa nhựa của sản phẩm nha. Đó. Về phần khóa kéo thì khóa kéo này được làm bằng thép các bạn nhé. Thép, và cái phần đường dây này làm bằng nhựa. Bằng nhựa thì chắc hơn, và nó sẽ không bị chật đường dây khi mà các bạn kéo mạnh thì nó sẽ không bị sao cả. Đấy, các bạn có thể xem thêm cái phần tay cầm của khóa này thì nó sẽ dập hình của Ryan hoặc là Apex ở đây. Đấy, các bạn thấy không? Đây, cái túi của Ryan đây. Túi đây. Đấy, thì nhìn rất là xịn và rất là đẹp nha các bạn nhé. Thì cái phần móc này nó sẽ dập bằng thép, bằng thép kim loại nên là rất là chắc chắn và không bị gãy. Ngoài ra thì có thêm tác dụng là trang trí thêm cho túi của các bạn nữa. Về phần ngăn đựng thì cái túi này chỉ có một ngăn duy nhất bên trong. Đây, chỉ có một ngăn duy nhất bên trong. Và cái độ rộng của nó khá là rộng, có thể rộng lên tới khoảng tầm 10 đến 15cm cơ, nên là các bạn có thể đựng các đồ cá nhân của mình trong này, ví dụ như là phấn son, điện thoại, ví tiền, hoặc là ví dụ như là các bạn nếu mà các bạn muốn đi xem phim, muốn mang đồ ăn vào trong rạp thì đây cũng là một giải pháp tốt nhất nha. Ok, mình chỉ trêu thế thôi, còn mình cũng không khuyến khích các bạn mang đồ ăn vào rạp đâu. Đây, cái túi của Ryan cũng thế nha các bạn. Cái túi của Ryan cũng chỉ có một lớp bên trong như này thôi, và nó được lót một lớp lông mềm bên trong. Các bạn có thể, mình nhắc lại một lần nữa là các bạn có thể đựng mỹ phẩm, đồ dùng cá nhân hoặc là ví tiền. Về phần cuối cùng của cái túi này thì các bạn có thể xem cái hình thêu của nó. Cái mặt này không phải là mặt in các bạn nhé, mặt này là mặt thêu, thêu trực tiếp lên bề mặt của túi luôn. Đó, cho nên là sẽ không có hiện tượng là mình giặt nhiều nó sẽ bị mờ đi hay là bị rách sờn cả. Đây, thêu nhé, rất là xinh này các bạn này. Đó. Ok, phần cuối của video review thì mình sẽ đeo thử cho các bạn xem nhé. Thì các bạn có thể hình dung được là khi mà mình đeo thì nó sẽ như thế nào. Các bạn có thể đeo chéo này. Đó. Đeo chéo thì rất là ok. Mình là con trai nên mình sẽ đeo cái màu vàng thay vì là cái màu hồng như thế này. À, rất là đẹp. Các bạn có thể để đứng trước. Đây, mình sẽ đeo thử từ màu vàng cho các bạn xem nhé. Mình là con trai này, mình sẽ chọn cái màu vàng hơn thay là vì màu hồng. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Các bạn có thể để trước ngực này để phòng tránh bị móc túi. Đấy, khi các bạn đi du lịch thì cái nguy cơ móc túi rất là cao, nên là các bạn có thể mua cái túi này để đi du lịch nữa. Có thể đứng trước này, hoặc các bạn có thể đứng sau này, bên cạnh này, cũng rất là xinh. Các bạn để đồ vào trong này thì nó sẽ phồng lên, nhìn sẽ đẹp hơn.
Và cuối cùng thì video clip mà review về hai sản phẩm túi đeo chéo mini Cacao Friend, Friend Epic của Cacao Store BN đến đây là kết thúc. Thì các bạn có thể xem lại một lần nữa cái túi này và có thể quyết định mua sản phẩm ở link mô tả của video nhé. Thì ngoài ra các bạn, nếu các bạn thích những video này, các bạn có thể subscribe và like video cho mình để ủng hộ kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video review lần tới. Bye bye.